hoặc chân như của nhãn xứ hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của nhi tĩ thể thân ý xứ hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của sắc xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của nhãn giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận, hoặc chân như của nhĩ tí thể thân ý giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của sắc giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của nhãn thức giới hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của nhãn xúc hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận; hoặc chân như của nhi tý thể thân ý xúc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận; hoặc chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.